Chào mừng bạn đến với Học viện Wellness. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề cấp ẩm lành mạnh. Luôn cung cấp đủ nước cho cơ thể là điều rất cần thiết để có một sức khỏe tổng thể tốt. Chú ý đến nhu cầu chất lỏng của cơ thể và dấu hiệu cơn khác của bạn. Và ngày hôm nay, bạn cũng sẽ tìm hiểu thêm về cách giữ cho cơ thể luôn đủ nước. Cùng bắt đầu nhé! Nước là thành phần chính của cơ thể con người với khoảng 60% cơ thể người lớn là nước. Hàm lượng nước trong cơ thể phụ nữ thường thấp hơn so với nam giới. Do khối lượng chất béo ở phụ nữ cao hơn, bên cạnh đó, hàm lượng nước cũng thay đổi theo độ tuổi, khoảng 75% ở trẻ sơ sinh và khoảng 50% ở người già. Mỗi tế bào, mô và cơ quan trong cơ thể bạn đều cần nước để hoạt động bình thường. Ví dụ như, cơ thể bạn sử dụng nước để duy trì thân nhiệt, loại bỏ chất thải, các chức năng của các cơ quan, vận chuyển các chất dinh dưỡng đến cơ và bôi trơn các khớp của bạn. Có lẽ bạn đã biết, chất lỏng rất quan trọng để cơ thể hoạt động tốt nhất. Theo các đề xuất chung, người lớn nên uống thêm từ 1 cho đến 1,5 lít nước một ngày, ngoài lượng nước có được từ thực phẩm. Trung bình, các loại thực phẩm sẽ cung cấp từ 1 cho đến 1,5 lít nước một ngày, bao gồm trái cây, rau, sữa chua, súp, vân vân. Yêu cầu về lượng chất lỏng này có thể thay đổi tùy thuộc vào mức độ hoạt động thể chất và khí hậu xung quanh. Phụ nữ mang thai được khuyến nghị uống thêm 0,3 lít nước một ngày và phụ nữ cho con bú được khuyến cáo tăng lượng chất lỏng của họ so với lượng sữa mẹ đang sản xuất. Ví dụ, để có được 750 ml sữa mẹ mỗi ngày thì cần tăng nhu cầu chất lỏng lên từ 600 cho đến 700 ml một ngày đối với phụ nữ đang cho con bú. Sự điều hòa cân bằng chất lỏng gắn liền với sự điều hòa cân bằng điện giải. Nếu nồng độ chất điện giải trong chất lỏng cơ thể trở nên quá cao, trung tâm khác ở não sẽ bị kích thích và điều này dẫn đến cảm giác khác và giảm bài tiết nước qua thận. Vào mùa hè, điều quan trọng là bạn phải cung cấp đủ nước vì bạn sẽ đổ mồ hôi nhiều hơn do khí hậu nóng hơn trong thời tiết nóng, bạn có thể mất nhiều chất điện giải hơn và vài lít mồ hôi mỗi giờ. Điều quan trọng là phải giữ cân bằng chất lỏng trong cơ thể, bởi vì nếu không, bạn sẽ khó giữ được sự tập trung, sức chịu đựng và hiệu suất của mình. Thiếu nước là một trong những nguyên nhân làm giảm hiệu suất của bạn nhanh nhất. Chỉ cần giảm 3% trọng lượng sẽ làm giảm hiệu suất của bạn, tức là mất khoảng 2 lít nước đối với một phụ nữ nặng 65 kg. Mỗi lít nước mà chúng ta bị mất đi do đổ mồ hôi sẽ khiến nhiệt độ của cơ thể chúng ta tăng lên khoảng 0,3 độ C, và lượng máu trong tim chúng ta bơm ra mỗi phút cũng sẽ bị giảm xuống. Có nghĩa là nhịp tim của chúng ta sẽ tăng trung bình 8 nhịp một phút. Tốt hơn là bạn nên uống một lượng nước nhỏ thường xuyên hơn là thỉnh thoảng mới uống một lượng nước lớn. Nếu bạn bị mất nước nghiêm trọng do sốt, tiếp xúc với nhiệt độ cao, tập thể dục quá nhiều hoặc làm các công việc đòi hỏi hoạt động nặng, chỉ uống nước thôi sẽ không đủ để bù lượng nước cho cơ thể. Pha nước với carbohydrate sẽ giúp tăng cường bù nước, vì mỗi gram carbohydrate bao gồm glucose hoặc glycogen sẽ liên kết với khoảng 2,7 gram nước để khôi phục sự cân bằng điện giải sau khi đổ mồ hôi quá nhiều. Bạn nên bổ sung chất điện giải như là muối trong thức uống của bạn. Vậy, bạn có thể uống soda để bù nước không? Câu trả lời ngắn gọn là có. Vì một số loại nước ngọt có chứa caffeine nên sẽ có tác dụng lợi tiểu nhẹ, nhưng nó sẽ không đến mức làm mất chất lỏng nhiều hơn khối lượng soda tiêu thụ. Và soda cũng chứa một lượng calo không cần thiết từ đường và không có bất kỳ chất dinh dưỡng lành mạnh nào khác ví dụ như 100 ml chứa khoảng 45 kcal và sẽ tốt hơn nếu chúng ta tiêu thụ calo từ những loại thực phẩm có chứa chất dinh dưỡng lành mạnh. Đồng thời, soda cũng không tốt cho răng của bạn. Vì suýt hoặc đường công nghiệp là loại carbohydrate có tác động tiêu cực nhất đến với răng của bạn. Chúng có thể gây nên sâu răng. Nguyên nhân là do sự phân hủy vi khuẩn của suýt Ngoài việc làm giảm độ pH, thì nó còn tạo ra một lớp phủ cứng đầu trên răng, tạo ra một lớp mảng bám khiến răng dễ bị sâu hơn. Trong khi đó, gluco và fructo là các loại đường từ trái cây ít có tác dụng gây ra sâu răng hơn so với suýt Đồng thời, đồ uống có tính axit không làm tăng vi khuẩn sâu răng nhưng có thể gây xói mòn khiến răng dễ gãy. Điều này bao gồm các loại soda thông thường và cả nước trái cây. Do đó, nói tóm lại, chất giải khát tốt nhất vẫn là nước. Soda có vẻ bù nước tốt do có chứa hàm lượng carbohydrate. Tuy nhiên, tốt hơn hết vẫn nên chọn các loại đồ uống tăng cường chất điện giải có đường trái cây thay vì đường công nghiệp vậy còn cà phê hoặc trà thì sao chúng ta có thể uống cà phê và trà để giữ nước không bởi vì có một số người cảm thấy việc uống nước thường xuyên trong ngày quá khó vì nhiều lý do có thể họ không nhớ uống nước hoặc cũng có thể họ không thích uống nước nhưng họ lại hay uống trà hoặc cà phê vậy điều đó là tốt hay xấu thực tế thì có một giả thuyết cho rằng cà phê in trong cà phê sẽ làm bạn mất nước ở một mức độ nào đó đúng là nó có thể làm tăng lượng nước tiểu trong cơ thể của bạn nhưng uống cà phê sẽ không làm mất nhiều hơn lượng nước đã uống trong cà phê. Vì vậy, để kết luận, thì uống cà phê và trà vẫn tốt hơn so với việc không uống bất cứ thứ gì, vì nó sẽ góp phần đưa nước vào cơ thể. Nhưng tất nhiên, hãy cố gắng chọn nước để giải khát nếu có thể. Vậy còn bia rượu thì sao? Có lẽ bạn biết rõ chúng ta không cần chúng. Nhưng thật tuyệt khi thưởng thức một ly rượu hoặc một cốc bia lạnh trong những bữa tiệc cùng với bạn bè. Nhưng hãy lưu ý rằng, chúng chứa rất nhiều calo chính xác hơn là 7 kcal trên mỗi ml gần như một nguồn năng lượng đậm đặc tương tự như chất béo là 9 kcal trên mỗi gram, trong khi protein và carbohydrate chỉ chứa 4 kcal trên mỗi gram. Do đó, hãy cố gắng hạn chế bia rượu vì nhiều lý do, và một trong những lý do đó là để tránh mất nước. Cồn sẽ khiến cơ thể loại bỏ lượng nước trong máu qua hệ thống bài tiết, bao gồm thận, niệu quản và bàn quang, với tốc độ nhanh hơn nhiều so với các đồ uống khác. Do đó, cồn được coi là một chất lợi tiểu và có thể làm bạn mất nước rất nhanh nếu bạn không uống đủ lượng nước so với lượng cồn uống vào vì thế một lời khuyên là nếu bạn uống rượu bia hãy uống nhiều nước hoặc ăn no để làm chậm lại quá trình hấp thụ cồn so với lúc uống rượu bia khi đói tuy nhiên chúng ta nên tránh uống rượu bia vì có thể làm tổn thương đến gan mất chức năng nhận thức nổi mụn hoặc nhiều lý do khác vì vậy chúng ta có thể kết luận được rằng mặc dù có rất nhiều phương pháp để bù nước cho cơ thể nhưng thức uống làm dịu cân khác tốt nhất vẫn là nước cấp nước không chỉ có lợi đối với sức khỏe mà còn mang đến nhiều tác động tích cực cho diện mạo và vẻ bên ngoài của bạn. Nếu làn da đẹp là ưu tiên hàng đầu của bạn, thì bây giờ bạn có thể giúp nâng cao chất lượng của làn da bằng sản phẩm Aqua Glow của Oriflame, giúp mang đến một làn da rạng rỡ với công nghệ độc quyền Ceramoside và chiết xuất Lingonberry. Đó là một thức uống bổ sung cho chế độ ăn uống và được thiết kế để đưa việc chăm sóc da của bạn lên một tầm cao mới bằng cách chăm sóc cho làn da của bạn khỏe đẹp từ bên trong. Nếu bạn mơ ước một làn da đẹp, mịn màng, ngậm nước và tỏa sáng rạng rỡ, thì sản phẩm Aquaclo chính là giải pháp lý tưởng dành cho bạn. Đây là một giải pháp chăm sóc da mới đầy sáng tạo, không giống như bất kỳ thực phẩm bổ sung dinh dưỡng nào mà bạn từng thấy trước đây của Wellness by Oriflame. Nước uống bổ sung dinh dưỡng với công nghệ Ceramoside tiên tiến, được thiết kế để bổ sung cho quy trình chăm sóc da của bạn và cải thiện làn da từ bên trong. Aquaclo chứa công nghệ Ceramoside, khi sử dụng Ceramoside sẽ tác động vào hàng rào bảo vệ da từ bên trong và đã được chứng minh là giúp cải thiện độ ẩm, độ đàn hồi và làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn chỉ trong 2 tuần. Điều này cũng có nghĩa là nó bổ sung hoàn hảo cho quy trình chăm sóc da hàng ngày của bạn hoặc trong một dịp đặc biệt khi bạn muốn làn da của mình trở nên hoàn hảo nhất. Những đặc điểm nổi bật của Aqua Glow có thể kể đến, đầu tiên là công nghệ độc quyền Ceramoside, là công nghệ chứa đựng phytoceramide từ lúa mì, Chúng có cấu trúc phân tử tương tự như các ceramide trong hàng rào bảo vệ da. Để có một làn da mịn màng, khỏe mạnh với mức độ ngậm nước tối ưu thì chúng ta cần duy trì mức độ ceramide trong da. Bên cạnh đó, berry là một loại quả mọng tại Thụy Điển giàu chất chống oxy hóa, sẽ giúp bảo vệ làn da trước sự tấn công của các gốc tự do là nguyên nhân gây lão hóa sớm cho làn da. Ngoài ra, sản phẩm còn bổ sung thành phần vitamin C có tác dụng giúp hỗ trợ tổng hợp collagen trong da. Collagen là một trong những protein cấu trúc chính trong da và bắt đầu suy giảm từ sau tuổi 20, và vitamin B3 giúp hỗ trợ sửa chữa DNA và rất quan trọng cho làn da khỏe mạnh. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua về hàng rào bảo vệ da nhé. Hàng rào bảo vệ da là tuyến phòng thủ đầu tiên của cơ thể, giúp khóa ẩm và bảo vệ da khỏi các tác nhân bên ngoài. Sự bảo vệ này chủ yếu nằm ở lớp sừng, là lớp trên cùng của da và bảo vệ da chống lại các tác nhân bên ngoài như ô nhiễm, gốc tự do ánh nắng mặt trời, vân vân. Đồng thời, hàng rào bảo vệ da cũng có chức năng giúp duy trì làn da mịn màng và rạng rỡ tự nhiên. Và chất lượng cũng như hiệu quả bảo vệ của hàng rào này được củng cố bởi độ ẩm cần thiết cho da. Ceramide là chất béo trong lớp trên cùng của da, rất cần thiết cho hoạt động bình thường của hàng rào bảo vệ da này. Các điều kiện môi trường như thời tiết lạnh hoặc nóng và độ ẩm thấp có thể làm cạn kiệt nguồn ceramide trong da. Điều này làm cho da trở nên khô và kém mịn màng không còn vẻ rạng rỡ và xuất hiện các nếp nhăn nhiều hơn. Công nghệ Ceramoside đã được chứng minh là giúp cải thiện độ ẩm và độ đàn hồi của da, giảm sự xuất hiện của các tích nhăn chỉ sau 15 ngày. Bởi vì thực phẩm và đồ uống chúng ta tiêu thụ có tác động rất lớn đối với diện mạo và cách chúng ta cảm nhận về cuộc sống. Chính vì thế, đảm bảo cho cơ thể chúng ta được nuôi dưỡng đầy đủ và hydrat hóa là chìa khóa cho cả làn da khỏe mạnh và săn chắc. Có một số vi chất dinh dưỡng như vitamin C và B3 và các chất dinh dưỡng thực vật có vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa sức khỏe của làn da. Trong đó, vitamin C là cần thiết cho sự tổng hợp của collagen, chính là một trong những protein cấu trúc chính được tìm thấy trong da và bị suy giảm tự nhiên từ sau những năm 20. Còn vitamin B3 niacin đóng vai trò chính trong việc sửa chữa DNA và không thể thiếu cho một làn da khỏe mạnh. Tiếp xúc với tia UVA gây nên lão hóa sớm do sự mất cân bằng oxy hóa trong da. Các chất chống oxy hóa bảo vệ chống lại sự tấn công của các gốc tự do khi tiếp xúc với tia tử ngoại. Lingonberry có chứa polyphenol hay còn được gọi là anthocyanin, sắc tố tạo cho lingonberry có màu đỏ và keratin. Những hợp chất thực vật tự nhiên này có lợi ích trong việc giúp chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa đã được chứng minh là giúp giảm tác động tiêu cực của các gốc tự do. Các gốc tự do được hình thành tự nhiên trong quá trình trao đổi chất khi cơ thể bạn tiêu hóa thức ăn và cơ thể bạn tự nhiên sản xuất các chất chống oxy hóa như glutathione để chống lại các gốc tự do này. Tuy nhiên, chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng và các yếu tố từ môi trường, chẳng hạn như tiếp xúc với tia cực tím, ô nhiễm không khí và khói thuốc lá, cũng là nguồn gốc của các gốc tự do. Nếu các gốc tự do này vượt quá khả năng điều tiết của cơ thể, thì một tình trạng gọi là stress oxy hóa sẽ xảy ra. Stress oxy hóa quá tải sẽ dẫn đến tăng nguy cơ kết quả tiêu cực về sức khỏe, chẳng hạn như bệnh tim mạch và một số loại ung thư. Nó cũng được cho là góp phần vào quá trình lão hóa, cơ thể chúng ta có cơ chế để kiểm soát sự mất cân bằng oxy hóa và một phần lớn của sự bảo vệ này đến từ các chế độ ăn uống được gọi là các chất chống oxy hóa chất chống oxy hóa là các hóa chất tự nhiên hoặc hợp chất được sản xuất bởi thực vật giúp chống lại quá trình oxy hóa của các tế bào trong cơ thể chúng giữ cho cây được khỏe mạnh bảo vệ chúng khỏi côn trùng và mặt trời chúng được tìm thấy trong trà gia vị các loại hạt nhưng chủ yếu là trong các loại trái cây và rau quả và sản phẩm aquaclo cung cấp các thành phần tự nhiên tuyệt vời để làn da ngậm nước, căng mọng và rạng rỡ, duy trì được nét thanh xuân cho cơ thể. Với thiết kế gồm 15 gói trong một hộp, được khuyến khích sử dụng mỗi ngày. Bằng cách pha một gói với nước, khuấy đều, bạn có thể uống vào buổi sáng hoặc bất cứ khi nào thích hợp trong ngày. Đây là sản phẩm thích hợp để sử dụng khi cần chuẩn bị cho những dịp đặc biệt. Với những ưu điểm khác của sản phẩm là không chứa thành phần biến đổi gen và không có chất phụ da. Rất cảm ơn anh chị đã dành thời gian để lắng nghe và hẹn gặp lại mọi người trong những buổi chia sẻ khác nhé.